Video này đầu tiên xin mỗi bác cho một like nha. Thì em nhận được một đơn hàng ở bạn ở Quảng Nam này. Thì bạn này gửi máy qua đây em sửa. Tiện em làm một video em hướng dẫn cách sửa máy. Con này là một con G3C. Thì tiện video này em làm một video hướng dẫn sửa cho mọi người luôn. Đây, thứ bạn đóng vô. Cho em đóng theo gì ở đây không biết nè. Đây cái gì ta, đâu có gì đâu, cái con máy của bạn ở Quảng Nam gửi vô cho mình này. Bạn đã đấu IC test và đã lên chế xăng này đấy, nhưng mà mình đo cuộn lửa của bạn này. Đây, đầu tiên là mình cắm một cái dây vô vị trí bên đây đây nhá. Còn một dây còn lại này, cắm thẳng vô chính giữa luôn này, cho nó xuyên qua. Đấy, thì mình đo mình thấy cái cuộn lửa này chết rồi nha. Đây, bạn có thể coi, đụng với nó đụng nhau này, là đồng hồ hiển thị này. Thấy không? Đấy, về 00, chuyển về thang 2000 ohm. Thì bây giờ nha, mình sẽ quẹt với sườn này, để bạn coi này, nó không lên luôn này. Đây. Không lên, thấy không? Không lên luôn. Thì đây là cái cách thử lửa nhanh nhất. Cái cuộn lửa này nó gần chết. Cái lúc mà vừa nãy mình thử là có lửa, nhưng mà lửa nó chập chờn. Thì cuộn lửa này do quá trình chạy nó cạ nha. Nó đã đứt cuộn lửa rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy một cuộn lửa, mình thử xem máy nào còn, mình thử lấy một cuộn lửa khác mình thử cho bạn coi. Mình cũng không biết máy này còn hay không. Mình sẽ lấy cuộn lửa bên đây. Đấy. Đây, cũng chọc nó vô. Đấy, cũng chọc xiên quá. Đây, bạn có thể coi này. Đây nhá. Thấy không? Đây. Thấy không? Dây còn lại này. Thấy không? Chứng tỏ là cuộn lửa này đang còn sống này. Cuộn lửa của bạn chết rồi nhá. Đây. Đấy. Thấy chưa? Đây, dây này chọc xuyên qua này. Đấy. Đây. Rồi, ok, thì quyết định của người ta rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thay cuộn lửa này qua. Và tiện mình thử luôn dòng này xem chạy CFF được không luôn nha. Có nghĩa mình sẽ thử luôn, tiện thay cho bạn ấy. Thì mình sẽ... Phật nãy cái máy nó vẫn gừ lên ấy, chứ không phải không đâu. Nhưng mà giờ là chết hẳn luôn. Có nghĩa là cái con máy đó nó chập chờn. Thì mình làm video hướng dẫn thôi. Chẳng phải như gọi là ghê gớm. Thì mình làm là mình đã quen rồi. Cái lửa của nó mình khi mình phán đoán là nó chết lửa là mình đoán chắc luôn, bởi vì lửa mà chết biết ngay à. Bạn khi ở đó bạn kêu nó chỉ gừ lên thôi. Mình kêu một là sai tầm nổ, mà hai là con máy này thật ra dễ sửa, nó không khó đâu. Con máy của bạn nó cũng không còn ngon. Mình mà chẳng
qua bạn gửi vào đây thì mình gắn mình sửa thôi, chứ là con máy đã sửa nhiều quá rồi không còn ngon nữa. Con đó mà kiểm tra phốt gen phốt đồ nữa thì còn cái gì nữa. Con máy gần như là không còn cái gì luôn. Cái gen này mà coi như con máy này là con máy xác nên mình bỏ cái gen nha, mình bổ thẳng luôn. Nhiều bạn kêu như này như kia, cái đó không quan trọng. Mà thật ra đâu có hư đâu thôi. Chia test luôn coi xem ra ra sao. Như công tắc này qua bên vị trí đây, qua vị trí đây. Bây giờ coi như mình loại cho bỏ luôn cái vít lửa này, coi như không có vít lửa đi. Mình thử coi quay step lửa chạy được không. Chỉ đây, ở đây. Đây, 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 đây. Mình loại trừ luôn cái vít lửa này ra. Vít lửa này nó cũng muốn hư rồi. Mở bên kia. Cái rì nó bám nha. Cái này bọc lại là xong. Rồi, để mình mở nó ra luôn. Mình sẽ bỏ luôn vị trí đây. Chắc bỏ luôn vị trí đây. Lên ta bọc lại keo này. Hay hơn. Sau này lỡ về vật sửa cái này kia. Nó dơ thôi nè. Ôi xa. Đây đo vít đây. Đo cột lửa thì dễ mà. Đây này. Đầu cắm vào đây. Đầu vô đây. Nó lên. Đấy nhá. Đây. Đây. Đấy.
Giờ bắt đầu làm. Lửa khi mình mở ra thì nó như này, chắc mình loại bỏ luôn cái rắc này luôn, hoặc là mình ấp nó lại, mình bấm nó lại đi, mình sẽ bóp nó lại nhỏ lại rồi mình đút ống vô. Tại vì cái rắc này nó ngon, mình có làm lại chẳng nữa nó cũng không thể được như cái rắc của nó. Thì nếu như mấy bác mà có kỹ hơn nữa thì mấy bác có thể mở ra nối lại luôn, nhưng mà em nghĩ như này hay hơn. Mỗi người đều có một cái biện pháp làm riêng. Và em sẽ hơ cái ống này đút vô luôn. Rồi, để em làm xong cho mọi người coi. Đây, em lấy ống đen đi, ống đen này nó dẻo hơn. Đấy, mình banh nó ra. Mình chỉ dùng cái kim mình banh nó ra. Mình đút thẳng vào đó để mà làm như kiểu làm một cái cách điện. Đây, giờ đút nó vô. Đấy. Nó tự nó bóp lại là cứng ngắc luôn mọi người thấy không? Đấy, như này thì lấy gì mà nó rò điện ra được. Đấy. Rồi, kế tiếp cắt đây. Rồi, coi như xong nhá. Rồi, ok, bây giờ bắt đầu em ráp nha. Em ráp em thử step luôn cho mọi người coi. Cái này nếu như kỹ á, thì mình có thể dùng một cái gì đó mình cột ở vị trí đây cho nó khỏi bung ra, khỏi cạ với vô lăng. Em làm luôn. Em sẽ dùng một cục kẽm nhỏ đây. Cục kẽm nhỏ nữa. Đấy, bởi vì cái vị trí đó nó không đụng với từng cột chỉ dây điện. Đây, nó không đụng với vị trí đó, nó không đụng với ốc bắt vô lốc máy. Nó mà cấn vô lốc máy là mình phải bỏ qua nha, chứ còn cấn vô lốc máy mà mọi người siết vô là không được đâu. Trong đây mình nên dùng kẽm nó hay hơn nha, chứ không phải là có những cái vật liệu khác có thể thay thế được nó nhiều. Đó, bỏ. Đấy, mình chỉ cần mớm này cho nó khỏi rung, nó khỏi rung, nó khỏi bớt rớt cái này ra thôi là xong. Bây giờ sẽ bắt đầu ráp. Coi xem hai cái bề mặt nó có kênh không. Đấy, không hề kênh nhé. Cục kẽm nằm thế tự do, không đụng gì cả. Rồi. Thì mình làm xong cái phần này là mình sẽ đưa lên YouTube nha. Đấy. Đây, mình coi xem nó có vướng cái gì không. Và mình đặt vô lăng vô xem để nó có gần cuộn lửa quá không nè. Nếu như nó gần quá là mình phải chỉnh lại cuộn này được. Lửa luôn. Đây, ICTEP này, mình cũng thử một cục ICTEP khác. Mình lấy một cục ICTEP khác mình thử vô. Thử trước. Mình phải chuẩn bị đồ đạc cho đâu có đó để mình làm cho nó nhanh nha. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Rồi. Giờ tắt đèn flash đi.
Đấy, rồi, thật là cái nhá. Bao nhiêu hoàn thành. Bây giờ mình sẽ ráp nốt cái phần này ngoài da vô xem nổ không nhá. Thì mình cũng ráng mình cắt giảm cho thiệt nhanh, làm video cho thiệt nhanh, chứ làm mấy cái này lâu lắm chứ không phải như mọi người nghĩ nó nhanh đâu. Em cũng cắm sẵn ống xăng chuẩn bị trước cái xe tép, làm đâu có đó, giờ chỉ việc nổ thôi. Mà con máy này có tiếng, con máy này gặp bạn này làm chứ gặp như mình là mình không muốn làm. Coi như đã quay xe tép nha, loại bỏ hoàn toàn cái những cái phần khác luôn đó. Đây giờ đấu cụ xe lên, đấu cụ xe đây, đặt đâu vậy ta, để em khoan nó lên. Mình cái điện thoại nha. Bây giờ mình ráp nốt cái step này vô. Ba điện thoại liên tục. Bí quá mình mới làm video để mà đó, chứ còn mình ít làm lắm. Làm những cái này nó rất là tốn thời gian. Nhiều khi phải chỉnh sửa video đủ các kiểu hết. Bắt hai con xéo trước để coi xem nổ không đã nha. Mình phải làm rất là nhiều thao tác để mà nó nhanh. Đó, điện thoại liên tục. Rồi, ok. Thử lại là lần cuối. Rồi, có. Rồi, bơm xăng. Rồi, xăng lên. Rồi. Nổ thử nhá. Đầu tiên mình che boe lại này. Đấy, cừ đó. Cái máy kêu ghê quá. Đây, lại này. Phải lên ga chút.
bình thường đó. Xăng. Không lên ga xem nổ nhé, không lên ga xem nổ. Rồi, ok xong nhé, rồi cảm ơn mọi người đã coi video.